Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với công viên Kỷ Jura nha các bạn. Thì là cái công viên này, what the hell, các bạn vừa mới thò mặt ra phát nó nhìn thấy một con quái vật rồi các bạn ạ. What the hell, như cái con quái vật này nó là... Holy shit, các bạn ơi, con này nó megaphone các bạn ạ. Con này là con quỷ đầu loa, nhưng mà nó là con biến thể của quỷ đầu loa, nó là cụ kỵ, nó là tổ tông của quỷ đầu loa các bạn ạ. Hình như nó đang tiêu diệt bọn holy shit các bạn, bọn khủng long. Vãi cả trưởng các bạn ơi, cuộc đại chiến giữa Sirenhead, quỷ đầu loa, megaphone và những con quỷ đầu loa khác, mà có cả những con khủng long các bạn ạ. Ôi thật là vãi trưởng các bạn ơi. Từ từ anh em, từ từ, trốn. Cái con megaphone kia nó mạnh lắm anh em ạ, phải chạy vào trong đã. Từ từ anh em, con megaphone không đùa đâu nha các bạn. Lên ô tô, lái. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài bằng ô tô này để ví dụ vào trong trường hợp mà bọn quái vật này nó mà tấn công mình ấy. Thì là mình sẽ tỉnh nó, ổ lỉ xích. Holy shit, một con khủng long đang đuổi mình. What the hell? Chạy. Hỏng rồi anh em ơi. Quái vật. Ok, nó không đuổi mình nữa, cũng hay quá. Con megaphone kìa bạn ơi. Con megaphone thôi, cao khoảng tầm 100m. Ôi dồi ôi, vãi trưởng, ôi. Holy shit. Holy shit, bị kẹt xe đây rồi, chết rồi. May quá, lên được. Ok, holy shit quá. What the hell? Tôi chết, tôi hỏng xe rồi anh em ơi, hỏng xe rồi, xa lầy rồi anh em ạ. Vãi cả trưởng xa lầy luôn ạ, vãi cả đái. Ok các bạn, từ đây là con megaphone nha các bạn. Holy shit, con megaphone to vãi hàng các bạn ạ. Có cả khủng long đây này. Ôi, con khủng long nó bay lên các bạn ơi. Ô, vãi đái ạ. Holy shit. Con này là con megaphone nhô. Wow, vãi cả trưởng ạ. Con megaphone. Đỡ nha các bạn, con megaphone. Con quỷ đầu phone các bạn ơi. Quỷ đầu loa. Ôi nó dẫm điện lạnh. Ôi anh ơi. Chết rồi. Vãi đái thật. Nhưng mà sao đây hết nó kỉnh luôn bạn ạ. Holy shit. Con megaphone các bạn ơi. Lần đầu tiên ý ạ. Lần đầu tiên trong đời mình gặp con megaphone này. Nó phát ra loa của vợ gọi là vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Nó là đồng bọn của bọn Sirenhead nha các bạn, SCP 7.9. Đây là con megaphone nha các bạn, nó cũng thuộc dạng con quỷ đầu loa nha các bạn. Ôi, mình đang nằm gọn ở trong mõm của một con... Oh what the hell, nó hút mình vào các bạn ạ. Chết rồi anh em ơi, mình đang... thôi đi rồi. Mình đang ở đâu đấy? Ôi, trời đất ơi, hóa ra là mình đang ở trong mồm con megaphone. Vãi trưởng ạ, một đá chết luôn các bạn ạ. Mình ở trong mồm con megaphone các bạn ơi, thì là cái chiêu thức của con megaphone này ấy hả? Nó hút chúng ta lên nha các bạn, nó hút lên. Chết rồi, lại đi rồi anh em, nó hút vào mồm nó rồi, nó hút vào răng nó rồi bạn ơi. Đập nó, mày ok, từ từ phải rút xuống tỉa nó luôn. Rồi, phải rút xuống nó tỉa luôn bạn ơi. Mình đang ở trong cái bộ hàm của nó các bạn ạ. Ok các bạn, bây giờ mình phải rút súng nó tỉa nó nha các bạn. Đâu ra? Bây giờ mình sẽ lấy một loại súng nào đó đủ khả năng có thể tỉa nó. Đâu nhỉ? Từ từ, mình không còn cơ hội đâu. Mình nghĩ mình sắp toang rồi các bạn ạ. Vãi cả trưởng ạ, không thấy những cái loạt súng của mình đâu cả. Cái loạt súng này rất là nguy hiểm luôn đấy các bạn. Anh em bình tĩnh nhá, đợi mình một tí. Mình phải tìm được cái loạt súng này. Vãi trưởng đây rồi. Mày, ôi, cái hàm răng của nó này anh em ơi. Holy shit. Ok, thoát ra rồi anh em. Thoát ra rồi. Holy, bụng to vãi trưởng. Oh my god. Vãi trưởng ạ, ok, mình đợi nó đi rồi nhé. Mình đợi nó đi đã, tôi xin ngại. Vãi trưởng ạ, bạn thấy không? Ghê vãi cả đái luôn anh em ơi. Con này là con megaphone các bạn ạ. Đây này. Pew. Holy shit, hút mình vào. Mày. Holy shit bạn ơi. Vãi đái thật. Cái con megaphone này nó rất là khỏe luôn, nó rất là khỏe, nó đánh bằng chân bằng tay và nó sử dụng cái mồm của nó để hút mình lại các bạn nhá. Con này trốn nhanh. Oh, lâu, mình trúng độc rồi anh em ơi. Holy shit. Mình đã bị hút cái loa của nó vào rồi. Mày chết con. Mày. Được đấy. Trốn vào đây nhanh. Lúp. Ôi rồi ôi.
vẫn vào cái cơ thể của nó anh em ạ. Ai ôi, ai ôi, mày mày thả ra, mày thả ra, con mất dậy lại, ai ôi, đau, mày chết con, mày, ủi bụng nó có bầu sao con này, con cái bạn ủi rồi. Vãi trưởng à, nó dẫm phát đi luôn các bạn ạ, nó dẫm phát đi luôn. Bây giờ làm nào để tiêu diệt nó đây? Bây giờ chết rồi anh em, hỏng rồi. Con megaphone đang ở ngoài. Ôi ôi, nó chui vào trong này không bạn, ai ôi. Vãi trưởng ạ. Cái công viên kỷ Dura này mình nghĩ là cái hàng rào nó rất là chắc chắn, thế mà vẫn bị nó tấn công các bạn ơi, nó vẫn nhìn được mình các bạn ạ. Holy shit, nó hút mình vào anh. Vãi cả trưởng, mày thả nó ra, con mất dậy này, con cứu lại này, ai ui. Đau. Đồng bọn của nó kìa anh em ơi. Bây giờ mình không hiểu làm cách nào để có thể tiêu diệt được con megaphone này bây giờ đây này. Khổ thế, khỏe thế, không biết được, không thể chạy được anh em ạ. À. What the hell, nó lại hút mình ra, mày chết. Mày, thả nó ra. Mày, holy shit. Holy shit. Nó dẫm mình nó phát, mình nghe họ luôn các bạn ạ. Bây giờ nó cứ lanh quanh quẩn quẩn ở đây, mình làm cách nào bây giờ? Vãi hàng thật, ok, từ bây giờ phải kiếm một khẩu thần công. Đây, mình sẽ lấy nhanh khẩu tấn công để mình tỉa nó. Ok, bắn nó. Piu. Mày chết rồi con. Mày, ai ui. Ai ui. Ai ui ui. Ai ui ui. Ngã đau quá. Khốn nạn thế nhỉ, con này mạnh thế, không biết được nữa, mình tỉa nó thôi. Ai ui, vãi trưởng, vãi cả trưởng. Mày, ôi, thả nó ra, con khốn nạn này, nó, úi giời ơi. Ê, đấy, con bò này, con, chạy, không chạy được anh em ơi. Nó hút mình đi, chạy anh em, chạy kịp vãi trưởng thật. Từ bây giờ mình sẽ phải xong hòm đồ cho em kiểm tra xem nó có con vũ khí nào có thể tìm nó hay không. Bây giờ các bạn ạ, nó quá là khỏe luôn. Nó khỏe như này thì bắn làm sao được đây. Bắn nó anh em. Mày chết rồi, mày. Con megaphone, con quỷ đầu phone này. Mày thả nó ra, thả tao ra. Ây ôi, ây ôi. Mình ở trên đầu nó, Ây ôi, bụng to vãi. Cảm ghê nhỉ. Bây giờ làm cách nào bây giờ ở đây không biết nữa. Bây giờ sử dụng, à đây rồi. À đúng rồi các bạn ơi, mình có, đây rồi. Tên lửa nha các bạn, mình sử dụng tên lửa thôi. Bam nó luôn. Pew. Một quả tên lửa nó đang sơ tích. Bắn chúng nó đi. Ok, boom rồi anh em, boom rồi. Mà nó không chết. Từ mình sẽ bam cho nó mấy quả nữa. Mày thả nó ra. Con nợ này. Ai ôi, ai rồi. Ây dồi ôi, ôi, nó biến thành con hình gì này. Ôi, nó bị yếu rồi anh em ơi, bắn mạnh. Ây ôi, bắn được anh em hết mẹ đạn rồi. Chạy. Nó bị yếu bạn ơi, nó không biết mình ở đâu nữa. Boom. Mày chết đấy con. Con megaphone. Các bạn ơi, lần đầu tiên ở công viên kỷ Dura này, tiện con megaphone các bạn ạ. Nó tiêu diệt hết khủng long ở trong này rồi. Bọn megaphone và cái bọn sát hết. Vãi trưởng ạ, con megaphone này nó đang có bầu nha các bạn. Nó đang có bầu, chứng tỏ con này là con cái và nó chuẩn bị đẻ ra một lứa quái vật đầu loa nữa bạn ơi. Đây chắc là mẹ đẻ của quái vật đầu loa rồi, megaphone các bạn ạ. Nó là mẹ đẻ của quái vật đầu loa. Còn nó bố đẻ của nó thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn đây là mẹ rồi, cái bụng của nó kìa. Đéo vãi trưởng các bạn ơi. Vãi trưởng ạ, mẹ đẻ của megaphone, con mẹ đẻ của quái vật đầu loa, quỷ đầu loa. Vãi trưởng không chết ta. Thế thì toang rồi. Lấy ngay tên lửa tỉn nó. Piu. Nạp đạn lại thêm quả lửa. Piu. Nó không chết các bạn ạ. Cái con quái vật đầu chửa này nó đang cái vật đầu con megaphone này nó là con quỷ đầu mẹ. Nó là con mẹ đầu nó là con mẹ của quỷ đầu loa các bạn nhé. Nó là mẹ đầu loa quỷ. Cứ đem nó thôi. Holy shit các bạn, cái lớp dao nó quá chắc chắn luôn. Mình tỉa vào người nó không có một vết bữa đốt.
vai cả hàng ạ. Ok. Ok, làm cái này để tiêu nó đây. À đúng rồi các bạn ơi, con megaphone này nó đang bị sa lầy rồi. Nó ý à, nó đang bị sa lầy ở dưới cái vũng bùn này các bạn ơi. Đây này, có thấy không? Đấy, dưới này vũng nước nhỏ nhá. Nó bị sa lầy rồi cho nên là cái chiêu thức của nó đã vô hiệu hóa rồi, nó không tỉnh được mình nữa. Thế thì bây giờ mình phải tiêu diệt nó. Mình cho nó về với mẹ đẻ của nó. À, mình cho về với tổ tiên của nó thôi anh em ơi. Đẩy lùi quái vật. Phải cho bọn quái vật này xuống âm ti địa phủ. Ok các bạn, thì là bây giờ không biết cách nào để có thể tỉnh được con này bây giờ. Bây giờ súng nào bây giờ? Nào đây? Quặt đờ heo ở đằng sau kia nó còn bọn Sunhead được cơ. Nhưng mà bọn Sunhead thì nó dễ đối phó hơn nha các bạn. Con megaphone này mới được khải trưởng cái này. Châu bò lắm anh em ạ. À, rồi ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái quả đạn pháo của mình nha. Mình đã bắn nó từ lấy rồi anh em. Bây giờ chỉ có những cái quả canon, những cái quả vũ khí hạng nặng thôi. Một viên, hai, piu. Ok các bạn, như vậy là cuối cùng thì mình cũng đã tỉnh xong con megaphone rồi. Nó rất là khỏe luôn các bạn ạ. Nó quá là khỏe luôn các bạn. Từ nãy giờ mình chết đi chết lại, cứ ngóc đầu lên là chết. Kể cả mình núp sau bức tường mà nó hút mình lên các bạn ạ, thật là vãi cả trưởng luôn các bạn nhìn này. Cái công viên kỷ Luna này thì bây giờ là khủng long bây giờ là toang hết rồi nha anh em. Khủng long bị con megaphone nó tiêu diệt hết rồi anh em ạ. Đây này bạn này, cả khủng long ăn thịt, khủng long ăn cỏ luôn, thật là vi diệu. Nó tỉnh kinh thật anh em ạ. Ở đằng sau, ở đằng xa kia nó còn có cả con đợt loa kìa. Đây rồi, mày vào đây, đúng rồi, mày vào đây mày bắn. Holy shit các bạn. Oh my god. Mình không thể nào mà có thể trụ lại được với cả cái tình cảnh này luôn. Ghê vãi cả đài luôn các bạn ạ. Holy what. Ok, từ đó ra bây giờ mới triệu hồi ý ạ. Triệu hồi một con xe ra. Để mình đi. Để có gì mình còn chạy các bạn nhá. Ok. Anh em lên. Lên đường. Cái công viên kỷ Luna này bây giờ bị phá hủy rồi. Ôi giời ơi, cái xe của mình. Đây rồi. Mình sẽ đứng đây mình mẹ bắn con quái vật đầu loa này nhá. Đây ok. Đây rồi, mình sẽ lấy thần công ra, mình rút thần công ra mình tỉa nó. Mày chết mày con. Chúng ta. Chưa rồi anh em ạ. Mày chết mày con. Ok các bạn. Như vậy à, mình đã tiêu diệt một con quái vật đầu loa rồi bạn nhá. Con quỷ đầu loa đã bị mình tỉnh rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ lên xe mình sẽ phóng đi. Và mình sẽ tỉnh tiếp những con quái vật khác. Từ từ ở đây là vùng một cái vũng hồ rất là rộng cho nên là mình phải đi đường này. Lao qua vũng bùn này nhanh hết. Rồi xong. Hỏng xe luôn. Thôi đi xuống vậy. Chấp nhận các bạn nhé. Mình nghĩ nó là vũng bùn kiểu như vũng nước còn là nông thôi ấy. Nhưng mà không ngờ nó rất là dài luôn. Nó rất là cao. Đây rồi anh em, một con quái vật đầu loa mình phát hiện ra nó. Bây giờ mình sẽ tỉ nó nhé các bạn. Đâu nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ có lấy một cái loạt vũ khí đó chính là một tên lửa này. Bam nó nha các bạn. Ok. Tên lửa đã xuất kích. Hệ thống bắt đầu chĩa thẳng mục tiêu vào Sunhead. Rồi nổ, phát nổ anh em. Phát nổ rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng quả thần công để mình tỉnh nó nha. Đây anh em. Mày chết đấy con. Mày chết, ok xong luôn. Rồi, một con nữa. Con quái vật đầu quỷ này. Ok, đi luôn nha anh em. Đi luôn rồi nha anh em. Đâu ta? Còn công nhỉ? Để mình tìm kiếm xem là còn bọn quái vật đầu loa. Mình vừa nãy mình nhìn cái có một con quái vật biến dị mà. Nó đang ở đâu ta? Ghê vãi ạ. Trong cái công viên kỷ Jura này phải nói là rất là rộng lớn luôn. Và mình không chắc là còn săn hết hay không. Và có bọn khủng long hay không các bạn nhé. Bởi vì là bây giờ là khủng long đang bị nhốt ở trong này mà. Có khi nào mà con megaphone này nó ăn thịt hết khủng long của ta? Ghê vãi ạ. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn xem clip này và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip về sau. Clip ngày hôm nay thì mình đã tiêu diệt được con megaphone các bạn nhé. Nó là con quỷ đầu loa rất là, nó là con mẹ đẻ của quỷ đầu loa các bạn ạ. Nó rất là nguy hiểm luôn. Nhưng mà rất may là hôm nay vũ khí của mình cũng đã tiêu diệt nó thôi. Thì bây giờ mình sẽ ngủ tạm ở đây các bạn nhé. Đây là cái khu vực dành cho nhân viên ở đây các bạn ạ. Nhân viên canh giữ ở đây này. Holy shit các bạn. Rồi để hôm khác mình sẽ tìm kiếm khủng long để xem là còn khủng long ở khu vực này hay không. Chết hết rồi anh em ạ. Khủng long đi hết rồi anh em ạ. Vãi trưởng thật, con megaphone ghê vật. Ok, cảm ơn tất cả các bạn xem clip này, hẹn gặp lại tất cả các bạn clip sau nha các bạn. Yêu tất cả các bạn, các bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ clip ủng hộ mình nha. Và ấn vào cả chuông để khi mình đăng video lên ấy, thì các bạn sẽ nhận được cái thông tin video của mình. Ok, bye bye.